Dạ kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn nha. Thì hôm nay con đi giao hàng buổi trưa á quý vị. Thì con có ghé qua thăm lại bác hai. Bác hai cũng có bệnh hổm gài, nhưng thấy bác hai hôm nay cũng đỡ đỡ nha quý vị. Và hôm nay con lại được phước duyên. Bác hai cho hai cái báu vật rất là quý. Mời quý vị coi báu vật đó là gì nha. Thì quý vị đón xem thử ơi, báu vật đó là gì quý vị? Thì quý vị xem đây ha, đây là một báu vật rất là vô giá mà khó kiếm được nha quý vị. Đây là giảng xưa kinh Cứu Khổ Tứ Thánh, thì nay quay cho quý vị xem ha, để con quay ấy lại cho quý vị xem ha. Bác hai cũng cầm một cuốn nữa, đó là bác hai cho hai cái báu vật là nghe quý vị. Đó là cuốn Kim Cổ Kỳ Quan và Kinh Cứu Khổ Tứ Thánh, rất là quý nha. Hôm nay giống như là ngày xưa vậy đó quý vị, mà Đức Lục Tổ đã được truyền lại cho y bác á, thì hôm nay con cũng rất là phước duyên được bác hai truyền lại cho hai cuốn kinh này. Thì mời quý vị ha cùng xem nha. Nếu quý vị cũng xem nè, đây là giảng xưa kinh Cứu Khổ Tứ Thánh nha quý vị, của Tam Hoàng Thơ Đức và Tài Giảng Nghĩa Lục Tự Di Đà Tịnh Thế Gian. Đây là một cuốn Tứ Thánh nha quý vị, giảng xưa nghe rất là quý, con cũng rất là trân trọng. Thì hôm nay là bác hai đã truyền lại cho con nha quý vị ơi. Thì bác hai cũng coi lâu rồi và cũng đã thuộc nhiều rồi, tuổi già rồi, cho nên có nhiều khi bây giờ coi thì nó hơi mệt, không có thời gian để mà coi nữa. Bác hai chỉ lo niệm Phật nha quý vị, thì nên bác hai đã truyền lại cho con cũng xin thọ lãnh nha quý vị. Dạ thì kính thưa quý vị nghe, thì trong kinh Tứ Thánh nè quý vị, con cũng có dở xem cái ở sau nè, thì có vài bài thuốc mà Đức Thầy đã để lại cho đệ tử từ năm 1939 tới giờ nè nghe quý vị. Thì trong mấy bài thuốc nó có trị bệnh nè quý vị ơi, rất là quý luôn. Bệnh ho nè quý vị, é tía gao tằn rễ chanh gừng gừng lùi lá bưởi bông thọ rễ chòi mồi. Xào là sao là xào hả bác hai? Rồi một xu nhân trần, một xu chắc bá diệp là gì bác hai biết không? Thuốc bắc Thuốc bắc hả? ờ Ừ, cái đó con không biết. Nó sao lại nấu nước uống cái gì bác hai, này chỉ để cái to thôi chứ không có thấy cách làm sao nè. Rồi dưới đây là bệnh ban thì chổi đực rồi rồi hắc sủ rau bợ rễ chòi mồi năm thứ đậu rồi đọt tre mỡ một nấm sao chín. Này là làm gì ta, nấu uống cái gì ta? nóng uống à Nấu uống ha. nóng uống con à Còn bệnh thường thì lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, bông trang hay là bông thọ để sống rồi nấu nước uống quá. Ừ, thì nấu nước không à Nấu nước không ha. ừ. Nói quý vị ơi, thì hổm gài cũng nghe một bài thuốc mà trên mạng xôn xao á, có nói là bài thuốc để trị dịch bệnh đó quý vị. Thì trong đây thầy cũng có để lại nữa nè, là lá ổi nè, lá xài nè, lá mít nè, lá bưởi nè, bông trang hay là bông thọ nữa nè quý vị, để sống rồi nấu nước uống nè. Rồi ho gió lâu quá mà thuốc nào cũng vô hiệu. Đó, này là ho nha quý vị, trị bệnh ho nè. Khả tử nướng cho vàng là gì bác hai? Khả tử là gì? Thuốc bắc Thuốc bắc hả? Năm chỉ rồi cam thảo hai chỉ, hai vị này chung lại sắc uống hiệu nghiệm như thần. Wow, bài thuốc quá quý luôn quý vị ơi. Bệnh ho gió ho lâu năm mà thuốc nào cũng vô hiệu quá nè, mà thầy để cái bài thuốc này lại là cái như
hiệu nghiệm như thần nè quý vị ơi, quá quý luôn quý vị ơi. Tại vì con ghé đây á thì cũng là trong quán của người ta nè, mà không có chỗ đàng hoàng để mà con cầm con để bàn con đọc nha quý vị. Mong quý vị thông cảm nha, khi nào nữa có về nhà thì con sẽ review lại cho quý vị nha. Trong cuốn Tứ Thánh này rất là quý nha, thầy có để lại nhiều bài thuốc lắm nha quý vị. Nó ho gió lâu quá nè, lâu quá mà thuốc nào cũng vô hiệu đó, thì thầy để bài thuốc này uống cái là hết như thằng luôn nha quý vị. Còn bên đây nữa nè quý vị ơi, để con xin ấy lại. Đó, đây là bài ho ra huyết ói cả tô, lúc đầu vừa ói ra nó nặng ngực qua. Này ho ra huyết nè quý vị ơi, đại hoàng tốt sao rượu cho khô, rồi hai chỉ xuyên hoàng liên ba chỉ, huỳnh cầm bốn chỉ, sắc hai nước uống hai lần cho ỉa đừng sợ, đừng sợ mệt mà bổ qua. Wow. Này thì có nghĩa là thuốc này uống xong sẽ ỉa nha quý vị, nhưng mà nó lại bổ nha quý vị, đừng sợ, thầy có để lại luôn nè. Sổ rồi lại uống thang dưới đây, đó là sau khi sổ rồi nha quý vị thì lại uống tiếp. Dân thảo sao hai chỉ, lão thục địa tám chỉ, ngũ vị tử một chỉ, thiên môn đông khử bỏ tim. Thiên môn đông là gì à, bác hai? Cũng thuốc bắc không? Thuốc bắc không ha. Ừ. Khử bỏ tim ba chỉ, hoài sơn sao bốn chỉ, phục linh củ ba chỉ, mạch môn đông hai chỉ, đơn bì bốn chỉ, táo nhục hai chỉ, đông qua hai chỉ. Hút một thang sắc hai nước, dắt lấy nước cốt uống hai lần. Uống luôn ba thang thì hết. Nếu uống nước sôi bụng ỉa ấy là lão thục địa xấu, phải mua thứ tốt. Và mấy bài thuốc rất là quý luôn quý vị ơi, mà thầy đã để lại cho chúng ta nè, trong cuốn Kinh Tứ Thánh nè quý vị ơi. Thì nếu mà con mà nào có về nhà đàng hoàng, con sẽ quay lại cho quý vị xem đàng hoàng nha. Đây là giảng xưa Kinh Cứu Khổ. Thì mai mốt gì con cũng sẽ lên clip đọc kinh ở trong Kinh Tứ Thánh này và Kinh Kim Cổ Kỳ Quang. Thì mời quý vị cùng đón xem với con. Quý vị hãy theo dõi video của con nha, và bấm đăng ký kênh để con mỗi ngày đọc một đoạn khoảng 8 tới 10 phút gì đó để cho quý vị theo dõi ha. Thì mỗi ngày con sẽ làm một clip để đọc kinh cho quý vị nghe nha quý vị. Thì ngày nào tốt con chọn ngày tốt, con sẽ đọc Kinh Tứ Thánh này trước. Chừng nào hết Kinh Tứ Thánh sẽ tới Kinh Cứu Khổ nha quý vị. Thì mời quý vị cùng đón xem nha. Thì đây bác hai cũng đang đọc giảng Kinh Kim Cổ Kỳ Quang ở bển kìa quý vị. Đây là bởi vì trời Phật tử nè, tội tàu mang. Quý vị cũng thông cảm nha, tại vì hôm nay bác hai bệnh nên bác hai nằm võng không có ngồi ghế được nha. Chừng nào nói đạo thì bác hai mới ngồi ghế nha quý vị. Hãy thông cảm cho bác hai nha, tại bác hai cũng đang bệnh. Thì quý vị nào có xem clip thì cũng thông cảm giùm. Bác hai nằm võng coi giảng nha. Còn khi nào nói đạo thì bác hai mới ngồi dậy nói nha quý vị. Bác hai đang cầm là Kinh Kim Cổ Kỳ Quang hả bác hai? Đó, bác hai cũng đang theo dõi Kinh Kim Cổ Kỳ Quang nha quý vị. Thì quý vị ơi, bữa nay cũng được phước duyên quá, đã được bác hai truyền lại cho hai cuốn kinh. Con rất là mừng và rất là vui. Hôm nay con xin thọ lãnh.
Thì nếu quý vị nào có yêu mến thì muốn theo dõi kinh Cứu Khổ Tứ Thánh nè với Kim Cổ Thì Quang thì nhớ theo dõi video của con ha, để con mỗi ngày sẽ đọc từ 8 đến 10 phút trong cuốn kinh Tứ Thánh và Kim Cổ Kỳ Quang nghe quý vị. Thì hôm nay con cũng rất là vui quý vị ơi, vì đã được bác Hai truyền lại cho hai cái pháp bảo rất là quý, và để trên con đường tu học sau này ngày càng tinh tấn hơn. Vậy thì con cũng không biết nói gì hơn, thì kính chúc quý vị một ngày thường tâm an lạc và nhiều tinh tấn trên con đường tu hành của mình. Dạ, thì con cũng kính chào quý vị nha, và hẹn gặp lại quý vị trong video sau nha. Nhớ theo dõi con để tìm hiểu thêm về kinh Cứu Khổ Tứ Thánh và Kim Cổ Kỳ Quang nghe quý vị. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.